báo cáo đồng chí thiếu tướng Phạm Văn Ti, phó nghiệp vụ máy dò công binh phát hiện thi thể người tại vị trí to lớn. Tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, trong ngày 16 tháng 2, đoàn cứu hộ cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại tỉnh Hà Tây, Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm thấy hai vị trí có dấu hiệu sự sống. Tại mỗi vị trí, sau khi thống nhất với lực lượng cứu hộ địa phương, Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ đạo đội công binh cứu sập sử dụng kìm thủy lực cắt sắt mở đường, sau đó đưa chó nghiệp vụ luồn sâu để đánh hơi và kiểm tra chéo, rồi cuối cùng bộ đội công binh dùng thiết bị dò tìm để đánh giá chính xác tình hình. Cụ thể, tại 3 tòa nhà ở góc đường Akevele và Fari Korutot, đoàn đã xác định được 2 vị trí có dấu hiệu sự sống và 2 vị trí có nạn nhân thiệt mạng. Tại đống đổ nát ở góc đường Vasily số 4, đoàn tìm thấy vị trí có 1 nạn nhân thiệt mạng. Tại mỗi vị trí, lực lượng cứu hộ Quân đội Nhân dân Việt Nam bàn giao cho lực lượng địa phương tiếp tục công tác cứu hộ, nhất là 2 vị trí có dấu hiệu sự sống và sẽ theo sát thông tin từ phía chính quyền địa phương. Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu nạn Quân đội Nhân dân Việt Nam đã giúp phía Thổ Nhĩ Kỳ xác định được 11 vị trí có nạn nhân do trận động đất vừa qua, trong đó có 2 vị trí có dấu hiệu sự sống. Tinh thần của các thành viên trong đoàn rất tự tin, sẵn sàng tiếp tục nỗ lực hỗ trợ nước bạn trong công tác tìm kiếm cứu nạn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.